Rồi, đến ghế đây nha, ngồi xô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Chào chị Cát Tiên. Rồi, bây giờ hai bạn ngồi gần nhau rồi đó, chỉ cách nhau một cánh cửa trái tim thôi. Bây giờ mình nói lớn lên. Rồi, mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Văn Thông, quê em ở Nghệ An. Hiện đang sống và làm việc ở Bình Phước. Dạ, năm nay em 28 tuổi, sinh năm 1991. Và đang khai thác nhựa cây cao su. Khai thác nhựa cao su? Dạ. Cho công ty hay là sao? Ý là làm cho vườn mình. À, làm cho gia đình mình. Rẫy bao nhiêu hecta? Hơn 5 hecta. Hơn 5 hecta? Dạ. Vậy thì nó bự quá rồi, mình làm sao hết? Phải thuê người nữa. À, mình phải thuê người. Đông đông nhân công không? Có 1-2 người. 1-2 người. Là cái đó là mình làm quanh năm luôn hay là vô mùa mới làm hay là như thế nào? Không, một mùa chỉ có 8 tháng nè. 8 tháng đi làm, 4 tháng chơi. 4 tháng không phải chơi đâu, 4 tháng nó cũng làm việc khác. 4 tháng làm việc khác, ví dụ việc khác là làm việc gì? Nuôi cá nè. Có nuôi cá nữa? Dạ. Trời, ông chủ giỏi dữ ta. Thế mình đang sống với ai vậy? Sống với ba mẹ. Ba mẹ. Thế ba mẹ là còn làm việc không hay là nghỉ hưu rồi? Có ba mẹ đang còn trẻ, ba mẹ năm mấy. Ba thì làm thợ mộc, mẹ phụ nấu ăn. Ba làm thợ mộc, mẹ phụ nấu ăn. Vậy là cái việc làm rẫy nuôi cá là một mình em thôi. Dạ. Nhà anh đông anh chị em không? Nhà có ba anh em trai, em là thứ hai. Rồi hai người kia đâu? Anh là có vợ rồi còn thằng em nữa. Rồi ông chủ ha. Rồi tới em gái giới thiệu đi em. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương, năm nay 29 tuổi. Em là kế toán, em đang làm việc và sinh sống ở Buôn Ma Thuột ạ. Có ngại bạn trai nhỏ hơn mình tuổi không? Dạ không ạ. Ta tuổi trẻ nhưng mà tài cao, ta dạ. Làm ông chủ rồi. Dạ vâng nha. Dạ. Quê mình là ở đâu? Em làm việc và sinh sống ở Buôn Ma Thuột nhưng mà quê gốc em ở miền Bắc ạ. Vào Buôn Ma Thuột lâu chưa? Dạ em được sinh ra ở bên mở Buôn Ma Thuột luôn ạ. Sinh Buôn Ma Thuột luôn. Dạ vâng ạ. Rồi hiện giờ sống làm việc Buôn Ma Thuột luôn. Dạ vâng ạ. Hôm nay xuống đây ghi hình thôi. Dạ vâng ạ. Rồi chừng nào về? Dự kiến thì tối nay hoặc là tối mai gì đấy. Thôi tối mai đi, ở nay ở lại đi chơi một bữa nữa. Buôn Ma Thuột giờ phải chạy ngang Bình Phước. À, về Buôn Ma Thuột phải chạy ngang Bình Phước. Đúng rồi. Từ Bình Phước lên Buôn Ma Thuột còn bao nhiêu cây nữa biết không? Đi lần nào chưa? Chưa đi lần nào. Ủa phải trăm mấy, gần 200 cây nữa. Chắc 300 cây á. Hả? 300 cây. Đâu dữ gì? Xa lắm. Không. Từ đây Buôn Ma Thuột có 250 cây à. Mà từ Bình Phước rồi đi lên nữa còn trăm mấy à. Em chưa đi, em chưa đi nên em có trăm mấy à, bữa chị đi diễn ở Buôn Ma Thuột mà 250 cây à. Là từ Sài Gòn luôn á. Còn mà từ Bình Phước lên trăm mấy à. Em chưa đi khi nào hả? Lát nữa search Google coi thử, chị Tường cũng không rành địa lý. Cần gì search, chị bảo anh đi lên là biết liền. Cần gì search, đi lên một lần là biết liền. Dạ. Giờ quen bạn gái ở xa quá có ngại không? Không, sao ngại được, vì con trai mà đâu có ngại. Nhưng mà thí dụ ở xa vậy thì bao lâu mới thăm cổ được lần? Nếu mà yêu nhau, hiểu nhau rồi thì tuần hoặc 2 tuần vậy. Tuần, 2 tuần lần lại rồi. Còn nhiều công việc nữa. Rồi yêu nhau bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Một năm. Một năm, khoảng cách cỡ nào mà yêu rồi là vượt hết đúng không? Giống như kiểu mà người ta nói là yêu nhau mấy núi cũng trèo. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mà có cái đèo nhỏ nhỏ vượt hôm qua. Không. Đều nhỏ to gì em vừa thấy. Vượt hết phải không? Rồi. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người vui vẻ, hoạt bát. Em thích vào gặp gỡ và nói chuyện với mọi người và cũng là người biết cảm thông và chia sẻ chị. Còn điểm yếu của em thì đôi khi là với những người thân quen em nói hơi nhiều ạ. Nên là nói nhanh nữa. Em cũng nói hơi nhanh. Đúng không? Nói chậm chậm lại, nói lớn xíu ta mới nghe rõ được nè. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Biết ca hát. Biết ca hát. Đầu tôi không tin, bây giờ ca hát thử khúc tôi nghe coi. Dạ em ca một đoạn bài Chị Em Mình Em. Mời nghe. Ta giúp lại ảnh đi. Rồi mời em. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho vơi đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi, và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về gặp lại em, lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Giọng hát này chắc cũng đi luyện dữ lắm phải không? Ở nhà em hát. Ở nhà hát. Có tiệc tùng đám cưới đám hỏi gì có lên hát không? Có, lâu lâu đám cưới anh em bạn bè thì... chắc cũng giật bành luôn đúng không? Chung vui. Chung vui đúng không? Rồi bạn gái mình đáp lại liền chứ không thôi là mình thua sao? Mời em. Cảm ơn tình yêu. Rồi mời em. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm, phút giây còn mãi hát lên.
nhân, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Trời, cặp đôi này mà giờ lấy nhau về rồi hát hoài ai chịu nổi ta, rồi dành nhau giật cái micro nhau nữa, khổ ghê luôn ạ. Ổn không em? Cô hát được không em? Hát hay. Hát hay ha. Em hát cũng hay, hai người đều hát hay hết. Rồi bây giờ tới cái tình trường coi sao nè. Hai mối tình. Hai mối tình. Cái mối gần đây nè bao lâu? Hồi năm 21 tuổi. Rồi sao chia tay? Cô hàng xóm dễ thương quá mà sao chia tay? Chắc là không có chăm sóc, không có quan tâm người ta phải không? Lo toàn là mấy cây cao su, mấy cây nhựa không chứ gì. Đúng không? Bây giờ rút kinh nghiệm nha. Bây giờ có tình yêu là phải quan tâm chăm sóc đến người yêu, đặc biệt là yêu xa nữa, phải nhắn tin, hỏi han, gọi điện. Đúng không? Thế em tình trường em sao? Tình trường của em thì em chưa chính thức quen ai cả. Tại 29 tuổi mà chưa quen ai hết. Dạ. Nguyên nhân là có hai lý do chính. Một là người mà em thích thì lại không thích em, và người thích em thì em lại không thích. Trời dạ. Ơi, khổ vậy trời. Vậy là chưa có hôn ai, chưa có nắm tay, chưa gì hết. Dạ, đó gọi là bí mật, ít mật mí, nhưng mà ai cũng biết cả. Trời dạ. Ơi, phí hoài tuổi xuân quá. Rồi sao bây giờ em thích làm sao mà người ta mà người ta không thích, rồi người ta thích sao mà em không thích nè? Thì em thích người như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai của em thích thì nếu là một người như là ấm áp, dạ, là người có trách nhiệm, rồi biết quan tâm và chia sẻ với mọi người ạ. Rồi về ngoại hình thì như thế ngoại nào? Ngoại hình thì là cao 1m6 trở lên ạ. Dạ, có đôi mắt đẹp. Mém đẹp. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. 1m65. Rồi gì nữa, tiêu chuẩn gì nữa? Mập, ốm, cao, tóc, tai, quần áo em thích như thế nào? Dạ, về trang phục thì em cũng rất là thoải mái. Còn gầy với ốm thì đừng có gầy quá mà đừng có mập quá là được. Đừng gầy quá, đừng mập quá. Dạ, vâng ạ. Mập quá bắt về tập thể dục, mà ốm quá về mình nuôi ăn. Dạ, gầy quá em sợ đi ra ngoài, em lại sợ là anh bạn ấy là bay mất chiếc gió mất. Bay chiếc gió mất, cao. Đó. Rồi, thế còn em sao? Kiếm một người sống tình cảm, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Rồi. Ngoại hình như thế nào? Cao 1m55 trở lên. Có. Gì nữa? Mặt tròn. Mặt tròn, tròn luôn. Cái này gì gọi nữa? Là trăng luôn đấy ạ. Cái này là tròn do. Gì nữa? Vậy được. Vậy thôi, thế thì đơn giản quá, đâu có tiêu chuẩn gì khó đâu. Thôi được rồi. Bây giờ đó cho chị coi tấm hình coi nè, để đoán nhau coi được không nha. Đó. Anh ấy có ở trọng đó, coi đi. Dạ em gửi chị. Đó, có cô gái ấy ở trọng luôn đó. Cao 1m, 5m mấy cơ? Dạ em, thực ra là em chỉ cao 1m50 thôi chị. Cao 1m50 thôi. Anh này thì cao 1m65. Đó. Mặt tròn, xương xương, gầy gầy. Cao 1m65 mà ông chỉ vô người cao cỡ 1m7 gì vậy ông? Mình cao có 1m65 mà chỉ cô cao chi dữ vậy? Thì cô này thấp nhất rồi. Giờ thích cô nào tôi gả cô đó nha, lựa cho kỹ nha. Cô này đi. Cô đó đúng không? Chắc chưa? Ưng Nguyễn ưng chưa? Ưng ưng cô đó chơi, để lát là tôi làm mai cô đó đó nha. Rồi, bên đây. Chị. Ai, anh nào? Dạ, em đoán cho anh này. Đoán anh này? Dạ. Lý do tại sao? Dạ, thấy em không biết, như cảm nhận là giống như là giống giống em. Ồ, giống giống em hả? Dạ. Trời ơi, mặt tròn đó. Mặt tròn, ảnh không có tròn đâu em. Thôi được rồi, đó là mình đoán cho vui thôi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem cái cảm nhận của mình có đúng hay không nha. Dạ vâng ạ. Mời hai bạn hãy nhìn xuyên qua cánh cửa trái tim. Sao anh ạ? Chào đúng em. Không em trai? Đúng rồi. Em đúng rồi hả? Hồi nãy chỉ cô kia là trớt quớt rồi thấy không? Thôi bây giờ là mình đoán, bây giờ người thật việc thật ở đây rồi, mình trò chuyện thôi. Anh có món quà gửi cho em. Đây đây, qua trái tim luôn. Không, em qua bên đây được. Ờ thôi em thích qua, em qua. Dạ vâng ạ. Dạ chào anh ạ. Dạ cho em gửi đây chứ. Dạ rất vui được gặp em. Dạ vâng ạ. À, ta muốn qua để ta bắt tay. Rồi. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào khi thấy cô gái bên đó? Cô ấy cũng dễ thương. Tròn không em? Đạt chuẩn em khoảng bao nhiêu phần trăm? 80%. Rồi, còn em thì sao? Dạ, thì anh cũng gần giống những gì em tưởng tượng ạ. Dạ. Bây giờ hai người trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau ha. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Lai. Khoảng vài phút sau chị Tường sẽ quay lại nha. Bây giờ mời hai bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng Mr. Lai. Đây là món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháo quẩy, nhồi tôm chiên giòn. Những món ăn rất là ngon ha. Đây là phong cách ẩm thực Hồng Kông đó. Ăn nhưng mà nhớ trò chuyện với nhau nghe, hỏi nhà cửa rồi hẹn cái lịch coi sao cho nó trùng khớp lên thăm nhau nha.
Rồi mời hai bạn tự nhiên, chị Tường sẽ quay lại liền. Dạ, chào chị. Dạ, em chào anh. Dạ. Mời em. Dạ vâng, mời anh ạ. Dạ. Dạ. Ủa anh như vậy là anh lên lúc nào? Anh lên hồi sáng. Hồi sáng hả? 7 giờ. Dạ. Anh đi bằng cái gì lên đây? Đi xe máy. À, đúng là từ Bình Phước mà lên đây đi xe máy rất là tiện. Từ đó em từ trên đó mà đi xe máy thì mất khoảng tầm 8 đến 10 tiếng, nên là nên đi ô tô thì nó sẽ hơi nó đỡ hơn, đây em hơi đi, xa. Dạ. Đi xe giường nằm phải không? Dạ, em có đi xe giường nằm mà. Dạ. Nhà em thì bao nhiêu anh chị em? Dạ, nhà em thì có hai anh chị em và một em trai nữa. Nhưng em một em trai thì lại hay đi làm xa, nên là em lại hay ở nhà với bố mẹ. Em đang ở sinh nói chung em ở với bố mẹ luôn. Bố mẹ nhiêu tuổi chưa? Bố mẹ em khoảng tầm 50-60, thế nói chung là vẫn là chưa, vẫn còn trẻ. Với em thì bố mẹ em luôn luôn trẻ. Không, dạ. Vậy nhà em ở nhà làm gì? Bố mẹ em. À dạ, bố mẹ em thì trước khi làm công nhân thì bây giờ mẹ em nghỉ hưu rồi. Còn bố em thì vẫn làm rẫy. Chắc cà phê. Dạ, có rẫy cà phê, hai phụ huynh cứ túc tắc làm rẫy coi như là vừa tập thể dục vừa đi làm luôn ạ. Vậy bữa nào anh lên chơi được? Dạ, anh có muốn anh lên chơi hay là anh muốn lên phụ cũng được luôn. Lên phụ luôn. Dạ vâng ạ, em đồng ý hết. Dạ, ok. Dạ vâng ạ. Vậy em dùng đi. Dạ vâng ạ, em mời anh ạ. Ủa anh đi làm như vậy thì có hay đi chơi, đi đâu chơi lâu không? Hay là hay thường ở nhà? Anh thường ở nhà không ạ. Anh có hay đi du lịch gì không? Có, anh hay đi phượt với đi du lịch Tết rồi mới đi. Còn bình thường công việc nhiều đâu đi được nữa. À dạ vâng ạ. Sở thích của em là một năm ít nhất em phải đi một hai nơi em mới cảm thấy nó là thoải mái được. Chứ còn nếu không được đi đâu em cảm thấy rất buồn á. Đúng rồi, nó cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ, nói chung là người ta bảo là sáng thức dậy ở một nơi xa ấy anh. Đúng rồi. Dạ. Anh thích vậy lắm. Dạ vâng ạ. Dạ. Ở nhà mọi người có hỏi về vấn đề lấy lập gia đình không? Cũng ít hỏi lắm nhưng mà... Vậy là cũng thoải mái. Tại thoải mái lắm, ba mẹ anh thoải mái lắm. Bố mẹ em cũng vậy, bố mẹ em bảo là nói chung là được quyền lựa chọn và được quyền chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Bố mẹ không ngăn cản. Quyết định là do hai đứa thôi. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Cứ hai đứa cứ hai người cứ tìm hiểu đi, nếu mà có duyên thì sẽ tiến tới sao. Dạ. Thì nói chung là nếu mà có một dịp nào đó thì mời anh lên Buôn Ma Thuột. Trên em không khí rất là mát mẻ, mọi thứ rất là thoải mái á. Thì lên một lần để biết xem là con đường từ dưới Bình Phước lên Buôn Ma Thuột nó xa như thế nào. Hay là nó gần ra sao nhá. Dạ. Gần ngã tư Trấn Thành ấy. Dạ. Rồi, nãy giờ có ăn được miếng nào chưa? Có, em ăn được miếng. Ngon không? Ngon lắm. Ngon chị ơi. Ngon chị ơi hả? Đứa đồ ăn của Hồng Kông là ngon lắm nha. Rồi nãy giờ có hẹn hò được gì chưa? Có. Có làm sao? Giờ chừng nào lên thăm cổ lần đầu tiên bây giờ? Bây giờ là bữa nay ta ở lại tới, thí dụ ở lại tới mai rồi có hẹn hò đi đâu chơi không? Tối nay có đi đâu chơi không? Thì để em rủ. Để em rủ, nãy giờ chưa rủ nữa. Chưa. Trời ơi. Thế là em đợi anh ấy rủ, em tính rủ rồi mà em thấy anh không nói thì em cũng... Bèo dế, sợ bèo luôn, thấy không? Thì đang mê man nói chuyện. Vậy hả, đang mê man nói chuyện. Chưa đề cập tới. Rồi, một chút xíu nữa mình sẽ có nhiều thời gian hơn nữa ha. Nhưng mà giờ quan điểm của tụi em về hôn nhân gia đình là như thế nào? Theo em quan điểm về hôn nhân với em thì quan điểm về tình yêu ấy thì là tình yêu thì có tính thời điểm thôi, và nó bắt đầu từ sự rung động, nhưng mà có bền lâu hay không ấy thì là nó là sự nỗ lực. Còn về quan điểm về hôn nhân thì là sự cam kết và trách nhiệm và sự tôn trọng. Cam kết, trách nhiệm, tôn trọng. Thế còn em, quan điểm về hôn nhân của em như thế nào? Em cũng đơn giản lắm, sống nó tình cảm á, hai bên yêu thương nhau. Thí dụ như sau này sinh con thì em muốn sinh mấy đứa con? Tùy theo vợ. Thì tùy theo vợ, tùy anh theo mình lựa chọn mà. Không, tùy theo vợ, vợ sinh mà mình đâu có sinh được. Đúng không? Nhưng mà phải mình phải có mình góp sức vô mới sinh được chứ. Thì có mình góp sức nhưng mà vợ đẻ nhiêu thì nuôi nhiêu. Dạ, đẻ nhiêu nuôi nhiêu. Nếu mà lấy nhau về thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Vợ quản lý em cũng được, nhưng mà ai thích thì người đó quản lý. Xưa giờ em làm ăn vậy đó, rồi tiền bạc là ai giữ? Em giữ hay là bố mẹ giữ? Em giữ. Em giữ hết. Vậy là cũng có dành dụm được nhiều không? Cũng có. Em đi đầu tư đất đai. Ồ, dành đi đầu tư đất đai vậy là giỏi quá rồi. Có được mấy miếng đất rồi? Cũng có vài miếng. Có vài miếng vậy là tốt quá rồi ha. Còn trẻ mà vậy là giỏi rồi. Đây, giờ chị cho hai bạn bóc vài lá thăm nha. Bóc vài lá bài của chương trình nè. Rồi mình đọc lên, đọc lớn lên. Rồi mình thực hiện cái yêu cầu ở trong này. Hãy thể hiện năng khiếu khiến đối phương vui. Năng khiếu khiến em có thể khiến cho anh vui là em thường hay đôi lúc là em hay kể chuyện cười. Nhưng mà lên đây thì em lại bị run quá nên là không thể nhớ được chuyện cười. Được. Nhưng mà em chỉ cần nhìn thấy anh là em nghĩ đến một vấn đề. Đó là nhìn anh rất đẹp trai, nhìn anh rất đẹp mắc cười và rất vui. Vui không?
người ta khen mình kìa. Chị khen thì phải vui thôi. Đó, người ta đang kể chuyện vui đó. Chuyện vui, chuyện cười đó, phải có thiệt đâu nha. Đúng không em? Thật mà. Ủa thật luôn hả? Chúc mừng em. Cái tình yêu thương rất là đẹp trai. Bây giờ em bóc một lá bài đi, đọc lớn lên. Em yêu cầu anh thực hiện cái điều trong đó. Nếu hai bạn yêu nhau, thời gian nào ra mắt gia đình và bạn bè? Nếu mà yêu nhau thì khoảng... Trả lời với cổ á. Anh phải nhìn em, đúng em rồi. Đây này. Nếu mà yêu nhau thì khoảng 2 tháng hoặc 1 tháng vậy. Rồi mình về trong mắt. Không, giờ đây là lên truyền hình trong mắt rồi đó. Nhanh dữ vậy đó hả? Thấy đâu đó. Tao nói lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Có nghe câu này chưa? Em nghe rồi. Bây giờ mà không lấy lẹ là coi gió thổi là nó bay luôn đó nha. Còn gió thổi mà bên đây không bay là gió thổi em bay á. Lấy anh này về là phải tẩm bổ, phải nuôi khéo nữa nè. Chắc là cũng không có ai chăm sóc ăn uống nên là hơi là thiếu cân. Mà mạnh khỏe không vậy? Khỏe lắm. Khỏe lắm hả? Sao dân làm rẫy mà sao tôi thấy yếu xìu vậy? Trời, em khỏe lắm. Khỏe lắm hả? Một ngày lao động của em là như thế nào? Em kể chị nghe có lịch trình coi. Sáng mấy giờ dậy? Nếu mà mình khai thác nhựa cao su thì nó làm ban đêm mà. À, làm ban đêm hả? Buổi đêm thì mình làm từ 2 giờ tới 5 giờ. 2 giờ khuya hả? Làm tới 5 giờ sáng. Ủa lý do sao vậy? Em là cái giờ đó mới có nhựa hay là nhựa sao? Nó mới chạy ra. Giờ vậy mình mới biết. Làm xong rồi nhựa nó chạy ra, xong rồi mình đi lấy khoảng 90 giờ mình đi lấy. 2 giờ đến 5 giờ, rồi sau 9 giờ đến 10 giờ là sao nữa? Tức là chính là nó cạo chạy. Khi mình cạo là để nhựa nó chạy. Rồi cái mình đi ngủ hả? Đi ngủ. Đi ngủ rồi cái 9 10 giờ mình dậy mình thu hoạch. Rồi sao nữa? Chiều đi chơi. Chiều đi chơi thôi. Trời, sướng quá. Rồi buổi tối cũng chơi luôn, chỉ có 2 giờ mới đi làm, đúng không? Khỏe rồi, vậy được rồi đó, ổn định rồi. Buổi chiều thì đi chơi nhưng mà có khi thì phải cho cá ăn. Đi chơi phải cho cá ăn. Không, công việc cũng nhàn hạ quá. Bây giờ ví dụ nè, bây giờ lấy nhau nè, em có ngại làm dâu không? Dạ, em không ngại làm dâu chị. Rồi đi xa cũng được, phải không? Hai bạn cùng quê ở ngoài Bắc đúng không? Mình hẹn hò nhau về thăm quê, thăm bà con cũng tiện. Em cảm nhận về anh từ khi gặp đầu tiên là như thế nào? Dạ, cảm nhận của em về anh đầu tiên em thấy là anh là một người rất là chân thật. Nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, em và cũng là một người như là đàn ông có trách nhiệm với gia đình á. Dạ. Điều đó là khiến em rất là cảm thấy rất là ấn tượng ạ. Dạ. Còn anh thì sao, anh cảm thấy em như là người như thế nào? Em nhìn em cũng hiền. Dạ. Hợp với cái tiêu chuẩn của anh. Dạ. Anh cũng cảm nhận vậy thôi. Không biết được, nhưng mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, vâng. Đúng ạ. Rồi. Thật ra hôm nay là chúng ta có một cái cơ hội, một cái gặp nhau đây là cái duyên thôi. Dạ. Còn mà biết có tận dụng hay không, có nắm bắt cái cơ hội này hay không là do các bạn. Dạ, vâng. Chứ ít phút ở đây không phải là gặp đây rồi tự nhiên bấm nút và kết hôn, không phải. Cái này là mới đến nút để mình chấp nhận, bắt đầu từ ngày hôm nay mình cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để qua lại. Đúng không? Nếu mà hợp nhau thì mỗi bên phải vun đắp thêm nữa, mỗi người nhường nhịn nhau, hy sinh nhau một chút thì nó mới tới được cái ngày là về chung một nhà, đúng không ạ? Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như chúng ta thấy đối phương phù hợp, có tiềm năng, ta rung động, ta có cảm xúc thì chúng ta bấm nút thật mạnh. Nếu cảm thấy không hợp thì chúng ta lấy tay ra khỏi nút bấm. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3. Bấm vô lại. Rồi. Ví dụ hồi nãy cổ không bấm được không? Không, bình thường là bạn. Bây giờ bấm nút rồi thì sao? Bạn tìm hiểu. Đang tìm hiểu. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Bạn đặc biệt. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Và hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm khi chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Dạ, anh thương tay em đi. Ủa, có xem chương trình này chưa? Có. Có thấy người ta hôn nhau cuối chương trình không? Có thấy nhưng mà thôi, hôn tay rồi. Ông chắc ông ế quá à. Ông chủ gì đâu, thiệt cái mệt mỏi ghê luôn á. Làm như hai người hôn tôi sướng vậy. Rồi hai... Ở nhà buôn bán tự do chị ạ. Em đang ở xã Bông Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ. Chị buôn bán tự do là chị bán gì chị? Mình bán tạp hóa hay bán gì? Dạ, em bán tạp hóa ở nhà, ở tại nhà em luôn. Dạ rồi, chị cho em xin điểm mạnh cũng như là điểm yếu của chị nha. Dạ, em thì điểm mạnh của em thì em nói chung là tính tự lập tốt. Nói chung là có trách nhiệm với công việc, với cuộc sống, nhất là với bản thân mình. Còn điểm yếu thì cũng có thể là do cái em mạnh mẽ quá, nên là đôi khi em cũng
kiểu như là ý mình mạnh mẽ, mình cứ muốn người ta phải theo mình á. Cho nên là cái đó cũng là một cái điểm yếu của em. Khi ra ngoài em tìm bạn nó cũng rất là khó ạ. Dạ, chị đang ở trên Bù Đăng Bình Phước hả? Là chị ở với ai? Dạ, em ở nhà riêng của em. Em ở có hai con nhưng mà các con em thì cũng lớn hết rồi. Giờ các cháu đi làm hết rồi, đâm ra giờ ở nhà có mỗi mình ạ. Dạ, chị kết hôn năm bao nhiêu và sao hai anh chị lại chia tay với nhau? Dạ. Dạ, em kết hôn năm 2004 thì hai vợ chồng ở nhau được 10 năm thì đến 2014 thì bọn em chia tay. Có hai cháu, một gái, một trai, gái 204, còn trai 207. Mà lý do ly hôn thì em cũng không biết nữa, nhưng mà chồng em thì thật sự là ngày đó cũng anh cũng hơi cũ cu ấy chị. Đi ra ngoài thì nói chung là chồng cũ em cũng khá đẹp trai, ga lăng lắm, nói chuyện thì dễ nghe nhưng mà tốt với cả thiên hạ, nhưng mà có mỗi mình vợ là không thể tốt. Rồi trước khi mình ly hôn thì hai anh chị có ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng về cái vấn đề mà đang xảy ra không, hay là cứ mình im lặng rồi mình qua? Dạ, cũng có nói nhiều lần, có rất là nhiều lần ngồi đã từng nói là bảo em cũng nói cái ý kiến của em là em phải muốn anh ấy phải thay đổi và anh ấy phải có trách nhiệm với gia đình hơn, nhưng mà hầu như anh không sửa được, không sửa được. Bây giờ thì anh ấy, khi đó là anh đã có người khác rồi, xong về đánh em gãy mấy cái xương sườn, nên là nói chung là gia đình thì không ai cho bỏ đâu. Bố mẹ đẻ bên ngoại thì không muốn em ly hôn, còn bên nội thì ai cũng bảo là tốt nhất là bỏ đi, nhưng mà đến khi thì em cũng chịu đựng được. Nói chung là vợ chồng lấy nhau thì chiến tranh khoảng từ năm 2007, em bầu cô nhỏ cái là chiến tranh rồi. Đến khi con cái thì không ở được thì quyết định ly hôn. Nhưng mới đầu thì anh ấy cũng không chịu ly hôn, anh ấy vẫn đi ra ngoài nhưng mà lại ly hôn, lại không muốn. Nhưng em thấy bạo lực gia đình quá, không những bạo lực kể cả thể chất đến tinh thần, mà kể cả tình dục cũng có bạo lực cả tình dục nữa, nên là em chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Em xin lỗi, em hỏi xíu cái bạo lực tình dục là như thế nào hả chị? Tại trong cái chuyện chăn gối vợ chồng ấy chị, những cái kiểu mình thì em thì ở nông thôn thôi, mình cũng muốn là nó thuận theo tự nhiên giống như ông bà mình ngày xưa, nó cũng chỉ rất là đơn giản, nhưng mà người ta thì lại không muốn vậy, người ta lại muốn những cái nó ấy hơn. Nhưng mà khi mà mình bảo là mình rất là mệt, mình không thể đáp ứng được, nhưng mà người ta vẫn không chịu, vì vợ chồng mà. Em nghĩ vợ chồng là cái chuyện đó thì nó phải được cả hai bên mà mình vui vẻ, mình có cảm xúc thì nó mới có thể lên đỉnh được, hoặc là nó mới có ấy. Chứ còn cứ ép buộc mình thì mình sẽ cảm giác nó bị gò bó, nó ép rồi mình cảm giác nó sẽ đau đớn ấy. Nên là em khi xong thì ngày đó em đâu có xài điện thoại đâu, có không có mạng xã hội ấy chị, em không có xài, cho nên mình không có biết. Về sau này khi ly hôn xong thì mình mới thấy cái đó là nó cũng là một cái bạo lực trong gia đình nhá. Dạ, rồi sắp tới thì mẫu người bạn trai mà chị mong muốn thì sẽ là như thế nào? Về tính cách, ngoại hình cũng như là về chiều cao cân nặng á chị? Dạ, về ngoại hình thì em cũng muốn một người nói chung là cũng sạch sẽ, gọn gàng, nói chung là ưa nhìn một xíu, đừng có lôi thôi quá. Với nếu mà còn về tính cách thì cũng đơn giản thôi, người sống vì gia đình nhiều hơn vì xã hội thì em vẫn thích hơn. Ví dụ như vì gia đình, vì tình cảm gia đình, chứ đừng có vì bạn bè ngoài kia. Còn cũng muốn người đó có một công việc ổn định, có thể là không cần giàu có quá nhưng mà cũng lo được cho bản thân. Em cũng chỉ cần vậy thôi ạ. Tính cách vui vẻ, hòa đồng một xíu là được. Dạ. Ví dụ mà cái anh đó thì cũng có gia đình và cũng đang ở với con, thì chị có ngại về có vấn đề con anh con em không? Dạ không ạ, vì các con lớn thì các con sẽ trưởng thành và các con sẽ có cuộc sống riêng hết ạ. Cho nên em cũng không ngại, vì em cũng có con, các con nó cũng ở với em mà. Dạ, các con của chị có ủng hộ việc mà mình đi thêm bước nữa không chị Lý? Nói chung là ba mẹ em thì cũng ủng hộ lắm, nhưng mà
Trước đây thì em cũng không nghĩ là em cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ đi bước nữa đâu. Nhưng mà thời gian gần đây các con nó đi làm xa nhà hết á. Cho nên em thấy cũng hơi buồn rồi em cứ thêm bạn muốn hẹn hò trên Facebook rồi. Em mới bảo em vào xem có tìm được một người bạn nào đó tâm đầu ý hợp để mình nói chuyện hay không thôi ạ. Cả nhà thì vẫn động viên bảo tìm đến một người chứ sau này về già con cái nó cũng có gia đình riêng, nó cũng có cuộc sống riêng rồi, mỗi mình nủi thủi nó cũng hơi buồn. Dạ, ví dụ như còn về vị trí địa lý thì như thế nào chị? Ảnh ở tỉnh khác hay là ở vùng nào thì được với chị? Em thì em cũng muốn, tại em ở đây là em có nhà cửa ổn định rồi nên là em cũng muốn ở gần gần đây. Tại vì cuộc sống công việc của em nó cũng ổn á. Còn anh ấy ở đâu cũng được, nhưng mà nếu mà anh ấy theo em về đây được thì là tốt. Anh có một cái công việc gì đó mà nó phù hợp thì sẽ tốt hơn. Mà bảo em đi thì giờ con cái em thì nó lại chưa có gia đình á, mà nó lại đi làm hết rồi mà đóng cửa để không thì em cũng thấy hơi lãng phí, hơi uổng. Mấy cả em bán tạp hóa cho nên em đã gây dựng ra rồi, nên thật sự ra là bảo đóng cửa để đi thì em cũng thấy nó hơi khó. Dạ rồi, bên em có nhận được thông tin của chị Lý rồi ha. Hôm nay thì coi như là một buổi mà mình trao đổi với nhau những thông tin cơ bản thôi. Bên em nếu như tìm được bạn nam nào phù hợp thì bên em sẽ liên hệ lại với chị Lý nha. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình nha. Dạ, buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc rồi ạ. À, mình có thể thoát cuộc gọi được rồi á chị. Tên của mình nhá, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình. Ừ, rồi, hello, xin chào mọi người. Mình là Thu Hường. Bình thường trên công việc của mình đó thì mọi người, mình là Hana và hiện tại thì mình đang làm việc tại một công ty cơ sở chuyên về đào tạo talent, tức là mình làm việc giảng dạy. Trước đây á, thì mình làm việc tại Top Việt Nam. Sau khoảng một thời gian thì mình ở công ty đào tạo về talent thì có việc với cùng ra quốc hội. Thì năm nay mình được 6 tuổi, mình sinh năm 1998 và sở thích của mình đó, mình khá thích xem phim rồi cũng như là thích mèo. Dạ em xin phép các chị ạ. Dạ chị Tuyết Trần ơi, mình phỏng vấn xong rồi á, mình out cuộc gọi giùm em nha. Dạ mình tắt giùm em nha, tại vì mình phỏng vấn xong rồi á chị. Dạ rồi, em mời chị tiếp tục ạ. Dạ rồi, ok. Vậy thì hiện tại á, thì là ngoài cái việc mà mình đi làm á, thì mình còn có học thêm tiếng Anh. Và mục tiêu của mình cũng không muốn kiểu giống như là thì đó là sơ lược về mình. Ủa, hiện tại bạn đang làm việc và công tác ở đâu? Hiện tại là mình làm việc ở One All Star, công ty giải trí đào tạo talent. Là ở đâu vậy? Là ở quận 10 ạ. Rồi, ở quận 10. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em hả? Điểm mạnh của em nghĩ là em tương đối là một người khá là thẳng thắn, cũng rất là rõ ràng. Điểm của em thì nghĩ là do là khoảng thời gian mà em bị cách đôi khi mình có hơi một chút cách tính nó cũng cầu đâu rồi control nhiều quá thì cố gắng tập, mình không có bạn sống mình cũng có cố gắng cách được công việc có rất là nhiều, phải cố gắng cách rất là nhiều cái đầu việc. Thì về sau thì em thấy là nếu như mà trong cuộc sống mà mình gọi là mình cứng nhắc mà mình giữ cái gọi là cái cố gắng để kiểm soát cuộc sống của mình nhiều quá thì đôi khi mình cũng sẽ bị hơi ngập thở, cho nên cuối cùng là cũng đang cố gắng thay đổi. Còn về điểm mạnh thì như mọi người thấy là cũng tương đối là gọi là khá là dễ gần, xong rồi cũng nói chuyện khá là thẳng thắn. Còn một cái nữa là em nghĩ là em thì là một người làm trong ngành truyền thông, cho nên là tính chất công việc đã hỏi em kiểu tìm hiểu rất là nhiều thứ, cho nên là đôi khi những lúc mà mình nói chuyện mà không biết nói chuyện sao là em sẽ có thể là kiểu
chủ đề nào em cũng nói được, nhạc nào cũng nhảy được. Ok, về tình trường thì trước giờ bạn trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường thì có đi date cũng tương đối là cũng tương đối là nhiều rồi, nhưng mà quen á, thì cũng chỉ mới quen được một bạn thôi. Sau đó thì đi hẹn hò nhưng mà cảm thấy không hợp thì không thúc đẩy những cái mối quan hệ đó nữa. Vậy là trước giờ là quen là quen chỉ quen một bạn thôi, thì trong vòng thời gian bao nhiêu lâu? Trong vòng khoảng bao nhiêu lâu mình không nghe được? Ba tháng. Thì cái vấn đề là mình cảm thấy như nào mà mình cảm thấy không hợp, có vấn đề gì? Tại vì hồi ban đầu khi mà quen biết nhau á, xong rồi sau đó là vô trong cái mối quan hệ á, thì là mình là cái người cũng tương đối là kỳ vọng, và nó cũng là cái mối quan hệ đầu tiên mình yêu đương, cho nên là một là mình bị thiếu cái kinh nghiệm để mình xử lý. Ví dụ như là có những cãi nhau á, mà mình ví dụ như mình đi, mình thì rất muốn là mình nói chuyện và mình để cho mình giải tỏa, cũng như là mình cố gắng là mình nghe rồi mình giải quyết cái vấn đề đó. Thì phía bạn nam thì có thường là có xu hướng là không muốn giải quyết ngay lúc đó, mà có thể là bạn trốn tránh thời gian. Thì cái đó sau này thì mình mới biết, còn trước lúc đó mình cảm thấy là tại sao mà người ta lại không có lắng nghe, hoặc người ta ở lại để người ta gọi là giải quyết cho xong cái vấn đề đó đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái mối quan hệ đầu tiên, cho nên mình cũng tương đối là hơi nhiều kỳ vọng, đâm ra là sau đó thì cái thực tế thì nó không có giống như kỳ vọng của mình, cho nên là mình cảm thấy ok, có thể là nó sẽ không hợp với mình. Thì sau đó là mình sau một thời gian thì mình cảm thấy là ok, có thể là có những cái trong cái suy nghĩ hai người nó chưa có match được nhau, mình cũng đang còn thiếu kinh nghiệm, thì mình nghĩ là cũng có thể là tới lúc mà mình chia tay để mà mình tự kiểm nghiệm lại bản thân kiểu vậy. Thì sau đó thì chia tay xong thì cũng một thời gian cũng ngẫm nghĩ, những cái mà mình cũng nên hiểu cho người ta, nhưng mà có những cái là mình nghĩ là có lẽ người ta không hợp với mình, nó cũng không có match với lại cái mong muốn thật sự bên trong tự đặt. Rồi ok, vậy thì bây giờ bạn mong muốn tìm kiếm được cái mẫu người như thế nào nhá, từ ngoại hình cho tới tính cách. Ngoại hình thì mình không yêu cầu quá cao, dễ nhìn là được. Mình nghĩ là mỗi người có một cái gọi là cái ngoại hình là ba mẹ sinh ra rồi, cho nên là mình nghĩ cái đó mình chỉ nhu cầu mình cũng tiêu chuẩn mình cũng tương đối thôi. Nhưng mà mình rất là dễ bị hấp dẫn bởi những người có chiều cao. Nhưng mà đương nhiên không thể nào mà đòi hỏi là có một anh 1m8 nhà giàu yêu thương mình được. Nhưng mà tỷ dụ như bạn đó tầm khoảng 1m7, 1m75 gì đó là với mình là cũng đã là một cái chiều cao rất là tốt rồi. Về tính cách thì mình nghĩ rằng là sau những cái cuộc hẹn cũng như là những cái kinh nghiệm hẹn hò rồi quen của mình, thì mình thấy là thật ra là mình hợp với những người họ tình cảm một xíu. Tại vì đôi khi mình đang còn thiếu gọi là sao ta, một người mà họ cũng có thể là họ bao dung và họ trưởng thành trong mặt cảm xúc. Đầu tiên là họ tình cảm nè, người tình cảm thì cũng mong là cái người đó có cái trưởng thành trong mặt cảm xúc, rồi không có yêu cầu gì về công việc và về mức lương hay kinh tế gì hết. Bởi vì mình nghĩ là cái đó là cái chủ đề mà khi mà vào cái mối quan hệ rồi thì mình sẽ nói chuyện riêng, còn chuyện mới bắt đầu hẹn hò thì mình không có đặt cái tiêu chuẩn về kinh tế. Nhưng mà tiêu chuẩn về đạo đức, ví dụ như cái người đó tin vào cái chuyện là ok, ví dụ như chung thủy, hoặc là mình sẽ không hợp với những người mà ví dụ sẽ có những người có chiến lược là một lúc thì hẹn với lại nhiều cô, nói chuyện nhiều mối và xem so sánh, nâng lên đặt xuống. Còn về phía nữ cũng vậy, nhưng mà mình á thì mình không thích, mình không có làm như vậy và mình cũng không thích người như vậy. Đó là bản thân mình mà khi mà quen hay tiếp xúc á, là mình chỉ muốn một người trong một thời gian thôi. Mình biết là nhiều người nói là tại sao không nói chuyện với nhiều anh để có cái sự gọi là cân bằng, nhưng mà thật ra cuộc sống mình cũng rất là bận, mình không có thời gian để mà mình
tiếp chuyện nhiều người cùng một lúc. Thì thường là một thời gian mình sẽ chỉ nói chuyện một người, mình cảm thấy là không hợp hoặc như thế nào đó thì mình có thể move on. Rồi thì mình cũng mong là kỳ vọng là cái người trai á, cái người đó không phải là cái người mà tìm hiểu cùng một lúc là nhiều cô, mà chỉ có thể là tìm hiểu từng người cảm thấy không hợp thì thôi, hoặc là hợp thì mình sẽ thúc đẩy mối quan hệ đi xa hơn đó. Kinh tế thì nó gọi là nói chung là nó nhẹ nhàng vui vẻ ra được rồi. Mình nghĩ là chi tiêu phù hợp với cái mức sống của bạn đó, bạn cảm thấy thoải mái. Thật ra ở cái thời điểm hiện tại với kinh tế hiện tại mà có một cái công việc và một cái mức lương có thể cho bản thân một cái cuộc sống thoải mái là mình thấy là khá là tốt rồi. Dạ. Rồi, vậy thì bạn hình dung là người đấy bạn mong muốn, nếu mà cái mong muốn của mình ấy, thì bạn mong muốn là người làm công việc gì và quê quán vùng miền ở đâu thì phù hợp. Dạ, mình cũng hy vọng là cái bạn đó ở cùng thành phố với mình, tại vì mình không tốt trong những cái mối quan hệ yêu xa lắm. Mình là cái người rất là cần có cái sự giao tiếp, nói chuyện, tiếp xúc. Cho nên là nếu mà xa quá thì mình rất khó để duy trì cái mối quan hệ đó. Cũng như là khá là mệt mỏi phía Nam. Còn nghề nghiệp thì như mình nói, mình không có giới hạn, đương nhiên là đừng có làm những việc phạm pháp thôi. Còn không có yêu cầu cụ thể gì về nghề nghiệp. Có một mức lương của công việc ổn định, có gọi là có một cái đam mê, một cái sự cố gắng trong sự nghiệp là được. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Hường nhá. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen để lấy những cái thông tin cơ bản về bạn đã. Nếu mà tìm được cái người mà có những cái tiêu chí như bạn muốn thì chương trình sẽ liên hệ lại với bạn nhé. Dạ. Tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như công việc hiện tại của chị nhỉ? Rồi, ok. Chị tên Bùi Thị Hoa em ạ. Dạ vâng, chị cứ chủ động giới thiệu đi ạ. Chị tên là Bùi Thị Thu Hà, sinh năm 1965, quê quán thì đang ở Hà Nội. Công việc của chị thì là làm kế toán ở công ty tư nhân em ạ. Hiện tại chị vẫn đang làm đúng không ạ? Đúng rồi, hiện tại chị vẫn đang làm. Là công ty tư nhân của mình là làm về chuyên mảng gì ạ? Nói chung là bán hàng em ạ. Dạ rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của chị là như thế nào? Chị là một người ra sao ạ? Chị điểm mạnh của chị là nói chung là vui vẻ, hòa đồng và tính cách thì rất là hiền. Và thích, nói chung là cũng thích tụ tập. Còn điểm yếu của chị là rất hay cảm nghĩ. Chỉ một câu nói thôi là chị cũng có thể nghĩ và cũng thể mất ngủ luôn. Rồi. Trước giờ thì chị từng kết hôn rồi đúng không ạ? Đúng rồi, chị đã từng kết hôn. Hai chị sống với nhau bao nhiêu lâu? Chị ly thân cách đây là khoảng 5 năm em ạ. Là ly hôn chưa? Chị đã ly hôn rồi em ạ. Ly hôn. Thế là hai chị là sống với nhau bao nhiêu lâu? Khoảng 30 năm em ạ. Thời gian dài như thế thì tại lý do tại sao mà mình không chịu được nữa mà mình đành phải giải tán nhau? Có nghĩa là kiểu sức chịu đựng nó có hạn thôi em ạ. Có nghĩa là khi mình không chỉ chịu nổi nữa thì là mình đành phải dừng lại thôi. Cụ thể trong cái mâu thuẫn đấy mà khủng khiếp nhất mà chị không chịu được nữa là gì? Ví dụ như là chồng chị thì kiểu càng về sau này thì lại kiểu hay nát rượu. Mà trong quá trình nát rượu thì lại kiểu dạng như là có thể là kiểu dạng như là nói chị theo cái góc độ là 1-2 tiếng hồ trong đêm ấy chẳng hạn, thế xúc phạm đến chị các kiểu luôn. Đấy. Thứ hai là trong lĩnh vực quan hệ vợ chồng nó cũng bất đồng quan điểm, không quan tâm đến nhau. Dạ vâng. Và trong cuộc sống thì cũng nói chung là những cái việc nặng thì chị lại phải làm chứ không phải là chồng chị làm. Dạ rồi. Chị có mấy con ạ? Chị có hai cháu trai và đã xây dựng gia đình xong rồi em ạ. Hai bạn cũng ở Hà Nội ạ? À? À đúng rồi, hai bạn ấy ở Hà Nội. Dạ vâng. Các anh có ủng hộ việc mẹ đi lấy chồng mới không? À cái này thì các con chị mong nghĩ rằng là cứ mẹ vui là được. Rồi. Mẹ vui là được rồi.
chị mong muốn cái mẫu người như nào mà mình cần kiếm à? Chị mong muốn một người có nghĩa là người đấy cao một chút, ví dụ khoảng 1m7 chẳng hạn. Đấy. Không bị to bụng này. Đấy, và khỏe mạnh này. Không lô đề, không nát rượu, không trăng hoa. Và nói chung là cũng có thu nhập hoặc là có chút điều kiện được. Nhưng phải biết quan tâm đến người vợ của mình, quan tâm chia sẻ. Và không nóng tính. Nói chung là hình thức thì đó cũng tạm tạm là được rồi, không quá xấu. Và là người ở Hà Nội em ạ. Ở Hà Nội, rồi. Về công việc nghề nghiệp của anh ấy thì chị mong muốn như thế nào? Có nghĩa là công việc thì đến cái tuổi thì nó cũng đừng quá nặng nhọc để có đảm bảo sức khỏe của mình. Đó. Thế mà nói chung là được ở gần nhau thì là cái tốt. Đó. Bởi vì cái tuổi này thì nên là ở gần để quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Dạ vâng, rồi. Ok, em cảm ơn chị. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên để mà làm quen, biết được tên thông tin cơ bản của chị. Được. Nếu mà tìm được cái người phù hợp với chị thì chị sẽ liên hệ lại với chị sau nhá. Rồi, chị cảm ơn em. Em cảm ơn chị. Rồi, chị chào em nhé. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Mình có thể thoát cuộc gọi được rồi á chị. Rồi, ok em nhé. Dạ, chương trình cảm ơn chị ạ.